Hello mọi người, hôm nay Hương sẽ làm một cái bữa cơm nha. Cái này là món gà xào sả ớt nè mọi người. Trong này là có gà, sả, ớt, một ít gia vị, mắm và sa tế nha. Bây giờ mình sẽ để ướp gà trong vòng 15 phút và mình bắt đầu mình xào nha mọi người. Đây, thì bắt đầu là Hương sẽ gọt bí đỏ để nấu canh nha. Sẽ nấu canh bí đỏ sườn nha. Mọi người biết cái lá này là lá gì không? Cái này là lá khổ qua nha mọi người. Đây, khổ qua quả. Bây giờ mình sẽ đi rửa cái lá khổ qua này và luộc để ăn nha. Không biết có ăn được không? Tại vì mình nghe nói là cái lá này ăn tốt nhưng mà nó đắng lắm, đắng cực kỳ luôn. Thấy nồi cái cơm hấp dẫn không? Nhìn ngon ha. Bây giờ Hương sẽ lấy cái cơm này ăn chung với cháo trắng nha. Tại vì sáng Hương ăn sáng trễ nè. Nhìn nồi canh bí hấp dẫn mọi người. Mời mọi người ăn cơm trưa nha. Mời mọi người một miếng gà xào sả ớt nè. Ăn cơm nữa là đâu? Lá ổ qua. Đây mọi người, lần đầu tiên ăn luôn á. Đáng kinh khủng luôn. Giống sao người ta nấu nữa mà ăn. Rất là đắng luôn mọi người, đắng hơn cả rau đắng luôn á. Nhưng mà nghe nói là cái lá ổi qua này là ăn rất là tốt luôn á. Nhúng lẩu không? Nhúng ít lá. Thông thường à, cái lá này người ta nhúng lẩu mà rất ít. Rất là lẩu. Tao nó nấu cái nước á, nên nó nấu cái thịt gà này. Đúng không? Thế mình nấu nhiều giờ. Mình nhận ra con nước nó không có thịt đá. Không, đó là ăn lẩu á. À. Lột là dâm lột. Cái gia vị của lẩu ăn ngon không, đỡ đắng không? Ừ, cái chín. Mình nấu cái muối mình lột mà ăn. Nó bón. Là lá mà. Mới hôm nay mọi người có nghe tin tức về vụ mà cô gái Bình Dương á đi từ Hàn Quốc về mà bỏ livestream trên Facebook á, là chỉ cách mọi người là trốn không bị cách ly á. Gà gà bác. Mình nghĩ là cái hành động của cô gái này nè không đúng mà còn phải được lên án mọi người. Tại vì không biết là cô có bị bệnh hay không á, nhưng mà mình đi từ vùng tâm dịch về á, Việt Nam á, thì mình nên tuân thủ cái biện pháp cách ly ở Việt Nam để tránh ảnh hưởng tới những người vô tội khác á. Nhưng mà cái hành động mà cổ livestream và khoe như thế này gọi là coi thường pháp luật của mọi người.
Cây bắp. Cái này gọi là kè xào siêu cây. Siêu cây rất là tốt. Này là gà cổ đá nha mọi người. Để hôm nào Hương sẽ quay cái chuồng gà cổ đá của ba Hương cho mọi người xem. Chỉ sợ là quay xong rồi trộm sẽ ghé thăm nhà thôi. Biết khô gì đây không? Cái này khô gì vậy? Môm. Khô môm á. Khô này chấm với đường ăn cực ngon luôn nè. Cái này là kêu môm gì ta? Gọi là túi thơ dữ dội nha mọi người. Hồi nhỏ hay ăn cái này lắm. Mà lâu lắm rồi chưa ăn nè. Cho nên là quên mất cái tên nè. Mình trăm một tủ. Mà cái này gì mua được khôi môm nhỏ ngon chứ. Béo quá. Thật sự béo luôn. Chấm với đường. Nấu cháo cũng ngon. Mâm này nấu cháo cũng ngon. Cháo như ấy. Thôn mà. Thôn cà ri rồi. Cái cơm kho này mọi người. Ăn lại miếng lá ổ qua coi. Không mà ăn càng lâu rồi nó đỡ đắng hơn. Ủa sáng giờ nãy làm chơi dùm em. Sao vậy? Cảm ơn mọi người xem video của Hương nha. Chủ yếu hôm nay là Hương quay cái bữa cơm ăn gia đình nhà Hương á, cũng bình thường như mọi gia đình khác thôi. Với lại Hương tâm sự về cái việc mà cô gái từ Hàn Quốc có mọi người đi về Việt Nam mà cổ khoe cái đoạn clip mà cổ trốn không bị cách ly á, thì cái hành động đó là còn được lên án mọi người. Cảm ơn mọi người xem video của Hương nha. Bye bye.